Hi, chào anh em vào xin chào nữa, mình là Tờ Lũ Chị Tám. Giúp có trẻ bạn trong video ngày hôm nay về xem Nhật Bản trong event sự kiện hợp tác lần thứ mình xem nào. Lần thứ nhất này, lần thứ hai này. Đây là lần thứ ba của nhà phát hành Finger Fan hay là Ophan này, cũng là một. Lần thứ ba, lần thứ bốn này mình xem nào. Một này, hai này. Lần thứ ba các bạn nhé, với nhà phát hành Death Online. Lần thứ nhất là cái hội mình nhớ xem nào, lần thứ nhất là cái hội có Ona, lần thứ hai là hội Thất Đại Tội đấy, lần thứ ba này thì sẽ là hội Death Online đấy. Ok, đây này các bạn nhé. Trong clip này thì chỉ có một con đấy các bạn nhá, mình chỉ lấy một con thôi nhưng mà chơi tụt tóc luôn các bạn ạ. Chính là cái con võ sĩ mà các bạn vừa nhìn thấy hình ở bên ngoài đấy. Tên của nó là gì nhỉ, mình chả nhớ đâu, nó là Mary Rose. Còn hai con còn lại là Neo Tengu và Honoka. Đó, đấy là đợt hợp tác lần 3, ba võ sĩ nữ luôn các bạn ạ. Trước đó thì chúng ta có Meroidas, Elizabeth và Ban. Đây là lần thứ 4 thì xin lỗi các bạn nhá. Còn lần thứ 3 đó là Baiken, Kitsike với cả Sometgai và DZ. Đây là lần thứ 4, máu hợp tác lắm thế. Mình xin lỗi các bạn nhá. Đây là lần hợp tác thứ 4. Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại trang web này để nghiên cứu bộ kỹ năng của nó. Còn đầu tiên thì chúng ta cùng ngó qua xem có những cái gì đấy trước khi đánh nhau đấy các bạn. Nó là hạt nhân Anis02UM. Sớm muộn thì nó cũng sẽ cập bến server quốc tế thôi. Ở sân Nhật Bản thì nó được buff mạnh nhất đấy, bao giờ cũng thế. Thứ hai chính là con Mary Rose. Theo mình biết thì nó là con võ sĩ mạnh nhất trong bộ hợp tác ba con võ sĩ nữ đấy. Không đẹp bằng dòng võ sĩ quốc tế các bạn nhỉ. Không đẹp bằng bản Quyền Vương các bạn nhỉ. Quyền Vương nhìn nó vẫn đẹp hơn là những cái game khác. Đây cũng là một võ sĩ hợp tác khác. Đấy. Nhiều bạn chơi mang tiếng là chơi Quyền Vương nhưng đội hình thì nói thật là toàn võ sĩ hợp tác thì chả có máu này. Đây ông này cũng có hai con các bạn nhá. Kitsike cũng là con võ sĩ mạnh nhất trong đợt hợp tác lần thứ hai. Bây giờ vẫn còn dùng được các bạn này. Đâu rồi nhỉ? Còn đây là con Mary Rose cũng là lên tầng lục một. Các bạn nâng cái tầng gọi là mạnh nhất của nó như thế này, đánh nhau sẽ rất là phê. Các vị trí còn lại thì chúng ta cùng ngó nhanh. Vẫn chưa sử dụng chưa bỏ đi chít hỏa. Lục môn luôn, Billy lục môn. Đây là một vị trí mà ở xem Nhật Bản khá hiếm người dùng các bạn ạ. Codit thì đại trà rồi. Đấy, Anis thì lại không thể thiếu được. Đây là một các bạn nhìn thấy rằng quá mạnh đúng không? Đấy, ở bên dưới này chúng ta còn có lục môn của Sekiremon nhưng tất nhiên nó lỗi thời rồi. Một loạt các sĩ hợp tác khác, vân vân và mây mây. Rồi, rất là cảm ơn là Awa Zino Dset đã rất nhiệt tình cho mình mượn ạc để làm video. Nào, mở cái đèn lồng ra cái xem nào. Ok. Trước khi đi vào đánh nhau thì chúng ta cùng ngó bộ đồ của nó các bạn nhé. Ở đây là sử dụng bộ rune thiên hướng về phòng thủ cho Rose. Đấy, như vậy trong team tam chính vẫn sẽ là Chít Hỏa và Anis và Kitsike. Đấy, còn lại các phụ trợ hỗ trợ bao gồm Conit, Billy và phòng thủ mạnh nhất hiện nay có lẽ sẽ là Mary Rose. Trước khi vào đánh nhau thì mình nhắm trước khi ấy vào đọc bộ kỹ năng các bạn nhé. Thật sự các bạn, không phải con này còn lương. Mình chưa biết nó tròn méo hay sao đâu, thề luôn. Đợt cập nhật võ sĩ Nhật Bản lần này mình update hơi chậm đọc bộ kỹ năng. Còn cái game này thì các bạn tra Google nha, nhưng mình nói thật là mình không thích mấy cái dòng anime với mở gan ga ấy. Đấy. Ok, nhìn nó cái ẻo là thế nào ấy. Vì đã nâng đến tầng cao nhất là tầng lục môn rồi nên sẽ mình bắt đọc đầu luôn từ tứ môn nhá, thì không đọc đục chiêu nữa. Tấn công đơn mục tiêu tăng như thế này được hiểu là hàng trước đấy các bạn, tăng 10% tỷ lệ đỡ đòn cho toàn bộ phe ta, 20% nếu là đội DOA6 tức là Death or Alive tức là sống hay là chết đấy đúng không? Hút 18% máu tối đa, 25% tốc độ hồi nộ mục tiêu chính trong vòng 2 lượt, có 60% xác suất gây ra hiệu ứng thoát lực lên mục tiêu. Cụ thể đó là trong lần đánh kế tiếp lượng sát thương gây ra sẽ bằng không, bỏ qua miệng khống không thể hóa giải. Cái này thì nó giống hệt như là hiệu ứng của Semiloi đúng không các bạn, là cũng làm cho đối phương gây ra sát thương bằng không, một cái quả khống chế khá khó chịu. Đây là tứ môn các bạn nhé, độc chiêu nhào giống Semiloi nhỉ. Trong một lượt khi đánh thường thì sẽ có xác suất 35% gây thoát lực lên mục tiêu. Ok, tăng 50% sát thương khi đánh thường trong một lượt, trong một lượt không thể hóa giải. Lần tấn công này bỏ qua phản đòn mục tiêu khá ngắn ngủi. Hiệu ứng chủ yếu thì giống như là sơ mi thôi, có hút máu tối đa, có hồi nộ, như vậy có hồi máu có hồi nộ.
Sát thương thì mình đánh giá là cũng không cao lắm. Con này thiên hướng về đỡ đòn và các bạn búp cho team không nhiều, chủ yếu là khống chế đối phương thôi. Đó. Tiếp tục các bạn nhé, chúng ta sẽ đọc luận S-Max. Trong một lượt tấn tăng 35%, tấn công vẫn đưa mục tiêu à, trước rồi. Đấy, tăng 35% công thủ kháng chí mạng, 50% tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn cho bản thân. Mỗi đồng đội thuộc team Death or Alive 6 thì sẽ không tính bản thân, thì giúp cho bản thân tăng 35% sát thương tuyệt kỹ, tối đa 70%. Như vậy trong team này là dòng này coi như đi luôn rồi, chả được tăng tí sát thương tuyệt kỹ nào. Vì làm gì có ai của mỗi con này. Lần tấn công này sẽ bỏ qua chỉ số thủ mà phản đòn gây sát thương thêm với 35% máu tối đa mục tiêu, chủ yếu máu tối đa thôi. Chỉ con này thì công gì ông lắp toàn đối thủ. Đấy, khi vào trận thì nếu phe ta và phe địch có từ hai người trở lên thì sẽ giảm 600 độ, giảm từ 40 đến 75% công và sát thương mục tiêu chính trong một lượt bỏ qua miệng khống không thể hóa giải. Số lượng địch càng ít thì chỉ số càng cao, như vậy là có giảm nộ, có giảm công và có giảm sát thương đối phương. Ở trên thì chúng ta thấy có hút nộ, hút máu đúng không? Đây là giảm, à là còn ám chỉ số công, khá ghê gớm. Giảm 35% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và sát thương đánh thường mục tiêu chính và những địch đứng xung quanh trong vòng 2 lượt. Cái này thì lại không thấy có xuyên miệng khống. Giảm 40% xác suất tung perfect của toàn bộ phe địch trong một lượt bỏ miệng khống. Hơi lạ ấy nha, ngược lại với cái tăng perfect búp khả năng tung độc chiêu cho một đồng đội không có độc chiêu trong lượt này. Ok, hồi 250 độ cho một đồng đội nữ ngẫu nhiên, ưu tiên là hệ đả. Vào lượt tiếp theo của phe địch thì hồi 40% HP tối đa cho bản thân và một đồng đội hít máu nhất. Trong hai lượt bản thân vô hiệu với tê liệt và xích xích chắc là của cái thằng vơ vơ sặc. Đấy, ok. Đấy, như vậy đọc đến dòng này chúng ta thấy rằng nó cũng chủ yếu là các hiệu ứng thôi, hiệu ứng gây bất lợi cho mục tiêu. Đấy, hiệu ứng gây bất lợi này khá khó chịu. Đấy, có búp cho đồng minh nộ. Đấy, có hồi máu cho bản thân. Ok, chúng ta đọc tiếp tục chưa hết đâu các bạn ạ. Nếu bản thân đứng hàng trước thì sẽ tăng thêm một lần kháng chí tử ở nội tại, tăng thêm tối đa một lần. Một PZ1 thì sẽ không kích hoạt. Khi trên người còn dấu hoa hồng, mỗi lần bị tấn công, sát thương mà bản thân gánh chịu sẽ không vượt quá 55% HP. Điều kiện tất nhiên là kích hoạt nhị môn. Cái này thì đọc nhị môn thì chúng ta sẽ rõ hơn. Còn cái dấu hoa hồng này khi nào nó có thì chúng ta đọc thì sẽ rõ hơn các bạn nhé. Đấy. Tăng thêm một lần vị trí tử, bản tắt là như vậy. Từ lượt thứ hai trở đi, nếu bản thân đã kích hoạt kháng chí tử thì sẽ kích hoạt hoán chuyển công thủ. Ok, giống hiệu ứng của trang béo và Conic. Mỗi trận phe ta chỉ kích hoạt hoán chuyển công thủ một lần. Ok. Và đầu lượt sau của phe ta thì sẽ giải trạng thái khống chế bao gồm cả hóa đá và hồi 800 độ cho từ 3 đến 8 võ sĩ, à 3 không đến 3 võ sĩ phe ta. Không tính bản thân. Ưu tiên đồng đội có nộ thấp nhất. Khi vào trận thì số lượng phe ta càng nhiều thì võ sĩ được kích hoạt hiệu quả hoán chủ cũng đủ càng nhiều. Đây giống như trang béo với Conic thôi. Hút hiệu ứng thoát lực của đồng đội phe ta tương tự như Sumi, nhưng các bạn lưu ý là hiệu ứng tê liệt của Sumi và thoát lực này là không liên quan gì đến nhau nhé. Đấy. Trong đợt này thì tăng tới 14% xác suất kích hoạt thoát lực cho bản thân trong một lượt khi bản câu phát khi bản công và đánh thường sẽ gây sát thương thêm bằng 20% một tối đa mục tiêu. Con này hay có trò đánh thường nghe nhỉ, em không mình đánh thường thì vẫn không mạnh bằng độc chiêu với cả tứ môn, độc chiêu tứ môn đấy. Đấy là nó giống giống như là thằng cái su, nhưng mình thấy rằng nó không không cho mình là không hiểu hữu dụng cho lắm. Vũ điệu hoa hồng tăng à quên đây là cái gì đây, à đây là nhị môn các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ xem cái khả năng chống chọi nó như thế nào. Tăng theo chỉ số, tăng theo level sẽ là tăng khá sát thương tuyệt kỹ và khá sát độc chiêu với 25% ở level 1, tăng 40% sát thương và khá sát thương, tăng 30% công thủ mỗi đồng đội thuộc team Death or Alive 6 sẽ không tính bản thân. À không tính bản thân thì giúp tăng bản thân thêm 10%, tối đa 20%. Ok. Nói chung là con này đi cùng đồng đội trong hội hợp tác ấy, đi cùng đồng đội thì lợi hơn. Đấy, còn đây thì nó sẽ không có cái lợi đấy. Búp thì thế này cũng là nhiều rồi. Giảm 15% tỷ lệ chữa trị của toàn bộ phe địch. Nếu phe địch có từ hai người trở lên thuộc nhóm võ sĩ chữa trị trở lên thì sẽ bị giảm tới 50%. Đấy, để lúc nào cũng đảm bảo rằng đối phương bị giảm tỷ chữa trị nhiều nhất có thể. Đợt đầu khi vào trận chắc chắn có độc chiêu. Nếu bản thân ở hàng trước thì đợt đầu sẽ tăng thêm 40%
tỷ lệ khá sát thương tuyệt kỹ và siêu khá sát thương. Lần đầu tiên khi vào trận thì sẽ hồi 300 nộ, thì hồi 400 nộ nếu có Honoka đứng đằng sau bản thân. Honoka là một võ sĩ khác trong team Dead or Alive 6 các bạn nhé. Vào đầu mỗi lượt của phe địch sẽ linh hội một lần kháng bại huyết. Tạm thời mình thấy rằng nó chưa có cái gì gọi là trâu lắm nhá. Mấy cái này tăng khá sát thương kỹ chứ gì gì này, chít hỏa hay là ai đi gì nó đánh vẫn chết hết. Ok. Vào đầu mỗi lượt của phe địch thì sẽ lĩnh hội một lần kháng bại huyết, đồng thời lĩnh hội 3 bậc hiệu quả của dấu hoa hồng. Khi bị tấn công bằng tuyệt kỹ trong lượt của phe địch chỉ sẽ tiêu một bậc, mỗi lần tiêu hao sẽ tăng tới 25% siêu kháng chí mạng và lực đỡ đòn trong một lượt không thể hóa giải, có thể cộng dồn, đồng thời sẽ phản công bằng đánh thường. À được đấy các bạn, đấy quả là hình được đấy, đánh thường là gây máu lên đối phương. À, được 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 được, được. Vào đầu mỗi lượt phe địch thì sẽ lĩnh hội một lần kháng bại huyết, như vậy là không sợ bại huyết, đồng thời lĩnh hội 3 bậc khi bị tấn công thì sẽ tiêu hao một bậc. Ok, à mình xem cái đòn đánh thường ở cái phần độc chiêu này lúc nãy là chưa để ý đấy. Đây, nếu mà đánh thường ấy thì sẽ có 35% xác suất gây thoát lực mục tiêu. À ok đấy, các bạn để ý rằng nó giống hệt sơ mi nhỉ. Đấy, nhưng thay vì phản công bằng độc chiêu thì nó lại phản công bằng đánh thường đều thật. Khi trên người còn dấu hoa hồng, mỗi lần bị tấn công sát thương bản thân gánh chịu sẽ không vượt quá 60% trong tuyệt kỹ ăn 5%. Ok, khi bản thân đang có búp tường thép, nếu phản công mà đánh thường sẽ giải trạng thái xấu kể cả hóa đá cho bản thân, mỗi lượt tối đa kích vào một lần. Khi đánh thường sẽ không gây hồi độ địch, tăng vĩnh viễn 20% sát độc chiêu, cộng dồn tối đa lên tới 60%. Đấy, như vậy cái đánh thường này nó chỉ phục vụ cho phản kích được các bạn nhé. Khi phản công bằng đánh thường sẽ kích hoạt hiệu quả chúc phúc hoa hồng, lắm hiệu ứng thế, giảm 100 độ mục tiêu, hồi 35% máu đã mất, hồi HP cho đồng minh, lượng độ hồi của bản thân không ảnh hưởng bởi hiệu hiệu quả giảm tỷ lệ chữa trị. Ok. Đấy, thì các bạn để ý rằng nó buff quá nhiều đúng không, buff của cả sơ mi lẫn sơ mi lôi lẫn Hotaru. Hồ Sơ Mi Lôi và Hotaru thì các bạn lưu ý rằng một con là giảm độ và hồi máu cho đồng minh, còn một con thì ám là không cho đối phương gây sát thương. Con này nó chơi cả hai. Vào đầu mỗi lượt của phe ta, nếu bản thân vẫn còn dấu hoa hồng thì sẽ hút hết bậc của toàn bộ hiệu ứng dấu hoa hồng, hồi tới 300 độ, tăng 45% tỷ lệ biện khống và 15 nhân với số bậc dấu hoa hồng đã hút. Ok, như vậy là ít nhất là được tăng thì 6% tỷ lệ biện khống. Khi nhận sát thương chí tử thì sẽ không chết, mỗi lượt kích hoạt tối đa à, mỗi trận kích hoạt tối đa 2 lần, 1v1 thì kích hoạt 1 lần, dài nhận xấu kể quả đá trong 2 lượt, tăng tỷ kháng sát thương chị sát thương. Ui rồi đầy các loại luôn, hồi máu chưa thấy hồi nộ, à đây vào 700 độ, 300 độ nữa cái có khiên luôn, bút khiên nó 70% HP tối đa. Như vậy là sau khi nó bị bật biện chí tử nó biến các loại hình các bạn nhá, có khiên hồi máu hồi tăng sát thương độc chiêu kháng sát thương thì tỷ lệ chữa trị các kiểu con là điều các bạn nhé. Có thể phản công bằng một lần độc chiêu lên kẻ địch vừa tấn công. À cái này giống Hotaru đấy, bị đánh bật viện chí tử là phản công luôn. Đấy, ok, và phản công này thì sẽ không bị tính là mất đi dấu ấn hoa hồng. Đấy, kích hoạt hiệu quả chúc phúc hoa hồng, đồng thời giảm 25% sát thương kháng thương mục tiêu, đấy, hơi giảm dài vân vân, giảm 200 độ vân vân. Vắn tắt là các bạn để ý rằng con này nó sẽ là một con phòng thủ trâu và có cơ chế gọi là cơ chế phản kích tự vệ giống như kiểu của Sơ Mi Lôi và Hotaru ngày xưa. Tất nhiên là một phần na ná như ghi nữa, nhưng ghi là phản công bằng tuyệt kỹ, gọi là phản công bằng đánh thường, khá dị đúng không? À, chúng ta vào cùng thưởng thức những trận đấu. Ác đang nằm trong khu vực top 0x, cụ thể là top 9, chỉ với 5,1 triệu chiến, những các bạn thấy ngồi trung mâm với những người chơi trên 6 triệu. Đấy, thôi đánh với ông này đi, ông này cũng được chiến cao vãi linh hồn này. À cái gì nhỉ, thấp vãi linh hồn có mỗi 5,2 mà lên tới tận top 6, thật là ghê gớm đúng không các bạn. Lực chiến mình cứ tưởng chỉ là không có ý nghĩa ở server quốc tế, nhưng hóa ra cũng ở như tất cả các server. Đấy, cái chính vẫn phải là yếu tố chiến thuật đúng không các bạn. Đấy, võ sĩ có tốt hay không, đồ thì nó lại không phải là yếu tố quá quan trọng. Feta thậm chí còn hơn uy đối phương rất nhiều, viện trợ đối phương ngon hơn hẳn viện trợ phe ta. Full từ chất 15 Kitsuke.
Đây là chít hỏa. Vì đối phương có cô nít nên chít hỏa bên phe ta bị giảm sức mạnh khá nhiều, không còn quá trâu. Vị trí Mary Rose, võ sĩ hợp tác mới nhất bên đối phương, các bạn để ý rằng lượng máu của nó gần như không mất đi tí gì. Vừa rồi là một pha xích cổ tới từ vừa sặc. Khi Billy bị xích thì khả năng cao chít hỏa cũng bị xích. Các bạn để ý rằng chít hỏa ở cả hai bên không còn nhiều sát thương nữa rồi. Có quá nhiều thứ ám và trùng khiến cho chúng không thể phát huy được sức mạnh như ngày xưa. Thanos thời anh liệt này còn đâu, nó cũng là hợp lý thôi. Trên da mong có gì lại đâu. Khá bất ngờ đó là hiệu ứng xích cổ. À, hiệu ứng xích cổ giải được các bạn ạ. Hai người là nào mà giải được. Chắc chắn chiếc đoàn sẽ được giải hiệu ứng. Hiệu ứng bên này nhiều con võ sĩ giải hiệu ứng lắm. Nhưng hơi đáng tiếc là chiếc đoàn chưa có nộ. Và hoàn toàn không có nộ luôn. Rất đáng tiếc. Nếu lượt này có nộ thì khéo lại chiến thắng rồi. Ô tá. Billy các bạn thấy siêu trâu đúng không? Con Death Alive, à con Mary Rose ở cả hai bên các bạn nhìn thấy đều rất khỏe luôn. Gần như không ai gây được sát thương lên chúng. Có lẽ phải chờ đến lượt số 3. Qua lượt số 3 khi cả hai bên đều mất đi khiên meta. Chứ tầm này cảm giác chúng như bất tử luôn rồi. Thật ra nó thằng Billy cũng thế mà. Tanh quá trâu. Chín hỏa bây giờ có khi lại là võ sĩ phế nhất team ấy. Quá dễ bị đấm chết. Dù có nhiều lần ẩn thân và nhiều mạng, nhưng nó cũng chỉ là giới hạn thôi. Đánh mèo là đã chết rồi. Viện trợ Mizuchi hiệu ứng là chính cho một pha phản công và đánh thường vừa rồi của con Mary Rose. Giảm tỉa perfect bên phe ta chiêu thức à, hào ảo thật rồi. Đây mới là sức mạnh của chít hỏa, dù bất chấp phe ta vẫn còn khiên, đối phương vẫn ra tay sát hại được. Mình tin rằng bên phe ta vẫn có nhiều lợi thế hơn. Xét ở vị trí thì tôi sạc không thể nào so sánh với Billy được. Billy mạnh hơn, hiệu ứng bây giờ không khó giải. Rồi, chít hỏa vẫn là điểm sáng nhất ở cả hai bên luôn. Mỗi nhân hú nó có thể gọi là sạch đội hình. Mình để ý chít hỏa bên phe đối phương đã tỏa sáng từ lượt 3 rồi ấy, chứ không phải đợi lượt 4. Còn chúng ta xem trông trượt lượt 5, chít hỏa phe ta cũng sẽ tỏa sáng thôi. Vơ sạc bên đối phương không còn nhiều lần hồi sinh đâu.
Rồi, hú một phát 38 triệu sát thương. Chả con nào bằng được các bạn. Một trận đấu chắc thắng rồi. Cái ta ngon hơn mà. Thằng trước thằng sau đều tốt hơn. Mỗi viện trợ không bằng. Phản kích bằng bình thường 4 cây nha. Kensu gần thì không có sát thương. Đây còn Kensu viện trợ. Đây mới là sát thương của bọn này. Lần này hơi yếu so với những lần trước. Còn Dead or Alive này trâu thật các bạn ạ. Đánh nó cảm giác như là không ấy. Kensu cũng có giới hạn sát thương các bạn nhé. Thế nào bên phe tại thành bất lợi hơn không? Đấy là điều không thể chứ. Chí đoàn phe tại chết sớm hơn rồi. Mình nghĩ rằng đồ đối phương hơn nên thành ra những cú sát thương của họ đưa đến phe tại về không máu được, còn tất nhiên phe tại thì không. Nhưng võ sĩ giống nhau ở cả hai phía thì tất nhiên không cần bàn tới nhiều nữa rồi. Sợ thua ấy. Thằng sơ mi là thằng gì không cần chít hỏa nó hú là chết các bạn ạ. Chứ nhìn này thua chắc rồi. Cả hai bên đều có những võ sĩ rất giống nhau. Sự khác biệt là những võ sĩ cũ. Đây là online trông thật. Đúng là cứ bên bên Nhật Bản cứ võ sĩ mới nâng cấp full lên này. Auto trâu. Ngoại trừ con Sumi lôi các bạn nhá. Ừ. Chứ như này mình thấy bất tử ấy. Phái Nhật 10 chưa chắc này giết chết rồi. Vì mình thấy rằng có mỗi chít hỏa là đủ sức thôi. Mà bị khống chế liên tục thì khó ăn được lắm. Rồi, cả hai bên đều ám nhau quá ghê. Và chít hỏa các bạn thấy rằng độ chống chịu cũng không còn nữa. Anis đúng thật là khắc tinh chít hỏa.
Còn ai là khắc tinh của Aenys thì không thể nói. Chẳng ai chắc chẳng ai cả, nó giống như Saiki đỏ ngày xưa ấy. Còn thì mình rõ ràng đã cảm nhận được sức mạnh của Team Death or Alive. Quá trâu các bạn ạ. Chỉ với tanker thế này thôi mình nhận thấy cảm giác là không thể xuyên thủng rồi. Cả bên đối phương với mình nhá. Đây là Elizabeth đời đầu các bạn ạ, nên là nó không được trâu như bọn Elizabeth mới đâu. À, chắc là trận này với Feta không biết đâu, có lẽ là đánh huề 20 lượt. Chỉ mình thấy rằng chẳng ai giết được ai, Gonit không thể đủ sát thương để giết bọn kia. Bỏ qua các bạn nhá. À, thế vậy thắng chứng tỏ cuối cùng cái cuối cùng thằng Gonit vẫn tạo ra một vai trò tốt hơn. Ok, thôi xem trận các bạn nhá, dài vãi linh hồn thì chúng ta hiểu cơ chế của nó như nào. Một lần nữa thì cảm ơn là ông Dino đã cho mình nhận cái làm video. Hẹn gặp các bạn, Dino đấy, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.